Dạ, xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn bà con mình luôn sát cánh, luôn đồng hành cùng kênh của Tâm Vlog nha. Chúc bà con thật nhiều sức khỏe. Dạ, xem kênh bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Và hôm nay lên cho bà con mình một bé Isuzu 4BD1, tình trạng thì đã qua sử dụng và giá rẻ nha, chỉ 32 triệu, có sẵn hộp số, bơm nước, đầu nước ngọt có đủ hết và có tặng thêm cái ruột nước ngọt nữa nha. Mời cô chú anh chị xem clip ngày hôm nay, mời bà con. Rồi. Isuzu 4. Anh Ẩn lú vô coi mem 4 gì anh Ẩn, nghe lóc máy tên máy luôn. 4BD hả? 4BD hả? Nếu 4BD1 thì là một tắc lẻ 2 nha cô chú anh chị nha. Cũng may. Mùi quá. Đồng hồ nhớt nè cô chú anh chị. Rồi chậm thôi vậy. Hàng này chiếc ghe mang lên cho cô chú anh chị nha. Tình trạng đã qua sử dụng. Cốt bọng không có coi gì hết. Nhìn hơi thì chắc là bao cho cô chú anh chị mình rồi. Trời ơi ganh ti. Cái gì vậy? Cái số luôn. Gạt cái số mà em cái. Giá rẻ nha bà con. Trời ơi cái ganh ti bà con ơi. Trời ơi cái ganh ti. Rồi đây. Máy dưới ghe vừa mang lên nha bà con. Ganh ti diễn như luôn. Có đầu nước ngọt không? Không có đầu nước ngọt nha cô chú anh chị nha. Có dynamo sạc, bơm nước thái hỗ trợ cho bà con mình luôn. Rồi nét luôn. Trời ơi, đã vậy. Con này hiện tại đang chạy hộp số thì con 26 nha cô chú anh chị nha. Số lớn á. Là con Isuzu 4 là một tốc lẻ 2 4BD1 vừa test nổ xong cho cái chú anh chị mình á. Bây giờ em quay chi tiết cho bà con mình nha. Isuzu này không turbo, nó tầm khoảng 4BD1 thì tầm khoảng 80 nha cô chú anh chị, tầm khoảng 80 nữa. 4 máy bé kim 2 và 4 máy nè. Dòng này không có xong bét nha. Rồi dòng bé kim thì bà con mình cứ cặp bình vô lắp nổ giùm em. Máy thì dưới ghe vừa mới mang lên, giờ không có coi cốt nha. Bán giá bình dân cho cô chú anh chị mình. Bơm thái nè, có sẵn dynamo sạc có nè, đầu nước ngọt thì con này không có nha. Dạ mới vừa hả, có đầu nước ngọt luôn không? Có luôn. Tặng luôn hả? Ừ. Rồi ok, tại sao tùy anh chủ máy à, anh tặng luôn không? Rồi ok, tặng cho cái đầu nước ngọt cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi có dynamo sạc, có đầu nước ngọt, bơm nước có luôn. Con này nó heo ti bé kim 4 máy nha, dạng heo đó nè cô chú anh chị. Máy thì đã kiểm tra xong rồi, sơn vết xong, dạng hơi thì nó đẹp đó. Nhà còn cốt thì không có coi, gió dưới ghe mang lên, bán giá bình dân cho cô chú anh chị. Có cái đồ báo nhớt nè. Hộp số thì đang chạy là Nico 26 lận nha cô chú anh chị nha. Đang chạy cánh 76. Đang chạy dung dịch 7 tấc 6. Nico 26. Cái này chắc tầm khoảng 2 tua mấy cô chú anh chị. 2 tua mấy còn 3 tua. Đấy, chạy cánh 76. Con này hiện tại bây giờ anh chủ anh nói là anh tặng cho cái đầu nước ngọt rồi. Cho những bà con nào ít vốn và muốn đầu tư thì em gửi cho cô chú anh chị mình. 4BD1
Isuzu nha cô chú anh chị nha. Máy thủy động cơ. Là một sắt lẻ 2 4 máy bé kim và lóc liếc nó đẹp lắm nha cô chú anh chị. Này. Chỉ có cái cốt là không coi cho cô chú anh chị mình thôi, tại vì nếu mà coi cốt thì giá nó sẽ khác. Này, lóc nó là cô chú anh chị. Vừa test nổ xong thì em quay chi tiết luôn. Giá chỉ 40 nha, heo ti, bé kim. 80 ngựa, 2.700-2.800 tua. Tình trạng là đã qua sử dụng. Vậy chứ ghe vừa mang lên không coi cốt. Vàng hơi thì còn đẹp đó. Bao hơi phải không? Bao hơi cho cô chú anh chị mình tặng đầu nước ngọt. Rồi ai có nhu cầu thì liên hệ bé này giúp em. Máy đang ở chợ Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long nha cô chú anh chị nha. Đang có bãi máy mình nè. À, chỉ 40 triệu thôi. Rồi, ai khoái alo cho anh chủ giùm em. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những cái video tiếp theo vào 5 giờ chiều ngày mai. Và xem kênh, bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày nha. Ngày mai em sắp xếp về em cập nhật toàn bộ tình hình bãi máy cho cô chú anh chị em luôn. Mấy hôm nay lu bu quá, 30 tháng 4 mà 1 năm quá trời công việc. Cảm ơn bà con nha. Bye bye, 5 giờ chiều ngày mai gặp lại.